trường trung học cơ sở Tây Mỗ, học sinh lớp 7A1. Như mọi người đã biết, từ xưa đến nay, truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây luôn là nét văn hóa được gìn giữ và phát triển của dân tộc ta. Đất nước ta đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, ghi nhớ công ơn và nhìn lại quá khứ là điều nên có. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng can dặn: máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ. Có thể nói, những công lao to lớn của các anh hùng, dù chỉ là một sinh mệnh trong bao nhiêu người, nhưng họ đã thay đổi cả một đất nước, cả một thế hệ, và tan biến sức nô lệ, dù cách xa trời đất hàng trăm hải lý, hàng vạn năm tuổi, các anh một người vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của người dân đất Việt. Đây là những hình ảnh họ đã phải chiến đấu trên mặt trận Tổ quốc. Vâng, đến với cuộc thi cuốn sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách Tôi Yêu, em xin giới thiệu đến mọi người một quyển sách trong nhiều cuốn sách em đã đọc nhằm giúp bản thân mình có thêm những tư liệu quý giá, những cái nhìn đầy đủ nhất về sự hình thành, phát triển của lịch sử Việt Nam cũng như các cuộc chiến chống quân xâm lược mà em tâm đắc nhất, đó chính là quyển sách Tóm tắt niên hiệu lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc phối hợp với cùng Trung tâm Văn hóa Ấn Thành, được biên soạn bởi hai nhà sử học Trần Hồng Đức và Hà Văn Thu, dày hơn 300 trang, ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng cho đến Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xuất bản vào tháng 12 năm 2016, cuốn sách in trên hổ giấy 13 x 19 cm, trang bìa nổi bật với phông màu đen tuyền kết hợp với màu đỏ tươi, tóm tắt niên hiệu lịch sử Việt Nam. Vâng, đây là một cuốn sách rất công phu, pháp lý và những kiến thức vô cùng bổ ích. Trong đó, tác giả đã chia ra thành 24 mục chính và 3 bản phụ lục. Ví dụ như Kinh Dương Vương họ Hồng Bàng Lạc Long Quân, hay thời kỳ xây dựng nền tự chủ hoặc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2 tháng 9 năm 1945. Vâng, với con số 24 này, tác giả đã trình bày những sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam. Những sự kiện ấy làm cho ta tóm tắt được mấy nghìn năm quá trình lịch sử dân tộc, từ việc đất nước ta đã phải trải qua những chế độ, những chính quyền cai trị khác nhau, giai đoạn 1 là từ thời xa xưa cho đến giai đoạn 2 là cho đến hiện tại. Vâng, giai đoạn 1 từ thời xưa, trong mục đầu đây là thời kỳ đất nước xoay quanh chiến tuyết, tác giả đã hệ thống lại cho người đọc những truyền thuyết tiêu biểu ấy, muốn tìm hiểu những tính thời đó không thể bỏ qua các truyền thuyết này. Với nhà nước Văn Lang, tác giả đã trình bày những truyền thuyết xoay quanh nhà nước này, ví dụ như Sơn Kinh Thủy Tinh hay Con Đầu Cháu Tiên. Còn với các triều đại sau này, tác giả lại sắp xếp theo đời vua như Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thái Tông, Lý Nhân Tông. Mỗi phần hầu như có phần đọc thêm nói về nhân vật tiêu biểu thời kỳ đó, ví dụ như Nguyễn Phi Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt. Còn cho đến giai đoạn 2, cho đến hiện tại, trong phần thời Nguyễn, tác giả đã trình bày các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân ta diễn ra sôi nổi, tuy có lúc thất bại nhưng mà nó đã liên nổ ra liên tiếp, đã thể hiện được tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc ta. Vâng, hai người còn lại, tác giả trình bày những sự kiện xoay quanh thời hiện đại là thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thời chống Mỹ, xây dựng đất nước, độc lập và thống nhất về chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong các cuộc kháng chiến, tác giả trình bày sơ lược về các chiến dịch như chiến dịch biên giới, chiến dịch hòa bình. Còn cho đến cuối bài thì tác giả sẽ để đến nội dung của cuốn sách và tác giả đã đưa ra các bản đối chiếu của triều đại Việt Nam và các triều đại Trung Quốc từ thời cổ trung đại cho đến tận thời hiện tại của Việt Nam. Bản đối chiếu này giúp chúng ta có thể biết được khi ở Việt Nam, ta ở thời vua nào, thời nơi, thiên
triều ai trị vì, tác giả có cho chúng ta thuộc vào phụ lục thể cả các triều vua chúa xen kẽ mạc trị nguyễn cũng với niên hiệu triệu lê trung hưng. Vâng, đây là hình ảnh mọi người đã chiến đấu để bảo vệ đất nước của chúng ta. Vâng, em luôn thấy cha ông ta đã có công dựng nước, bản thân mình phải luôn cố gắng học hỏi, chăm ngoan để trở thành người có ích cho xã hội, để gây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Đặc biệt là trong thời kỳ Covid, chúng ta phải thực hiện tốt quy tắc 5K và nghị định của chính phủ. Đây là hình ảnh các bác sĩ đang cố gắng gồng mình chống dịch. Vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe em.